Thực hiện giải phóng mặt bằng thi công đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa bàn tỉnh Hưng Yên, người dân Văn Giang đã đồng thuận cao và sẵn sàng di rời phần mộ của người thân. Gia đình ông Đoàn Văn Cẩn ở thôn Đọ, xã Vĩnh Khúc có tổng số 12 ngôi mộ từ các cụ đến ông nội hiện đang yên nghỉ tại nghĩa trang cụm thôn Khúc Lộng, cần di rời phục vụ triển khai dự án đường vành đai 4. Do vấn đề tâm linh, ban đầu ông rất lo lắng không muốn di rời phần mộ của người thân. Tuy nhiên, sau khi hiểu được ý nghĩa của dự án, gia đình đã bàn bạc thống nhất và quyết định di rời các phần mộ khi nhà nước yêu cầu. Họ nhà tôi ấy là phải 12 ngôi mộ là vào dự án. Nói chung gia đình rất ủng hộ chính sách của nhà nước. Thế mà thật sự là nhiều ngôi mộ ở nằm ở trước đường vành đai 4 của gia đình là ngày xưa là mai táng là nó không được không có hàng lối, cỏ mọc đi lại rất khó khăn. Nói chung ủng hộ về vấn đề chính sách của nhà nước về gia đình tôi. Sẵn sàng khi nào gia đình nhà nước phát động xây những cái mả những cái mộ cho gia đình thì chúng tôi sẽ chuyển thôi. Nhận thấy ý nghĩa tầm quan trọng của dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô qua địa bàn tỉnh Hưng Yên, trước Tết Nguyên đán năm 2023, gia đình bà Út ở đội 13 thôn Thịnh cùng một số hộ dân nơi đây đã chủ động di chuyển 15 ngôi mộ nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường vành đai 4. Đầu tiên là chúng tôi nghe thấy nhà nước nói là vào vành đai 4 thì họ hàng con cháu họ bàn vào là thôi thì mang ông đi chứ kể cả sống thì gia đình sửa liệu cách sau, chúng tôi nhất trí không có cái gì là cái bản ngại cả. Đối với nghĩa trang cụm thôn Khúc Động thì phạm vi đường vành đai 4 đi vào là qua kiểm đếm thực tế là tổng cái số mộ di rời hiện nay lên tới là 550 ngôi. Công tác chuẩn bị bàn giao mặt bằng khu tái nghĩa trang mở rộng thì đang trong xúc tiến, thì hiện nay là Ủy ban nhân dân huyện cũng đang chuẩn bị trong cái bước tức là chi trả tiền đền bù cho những cái hộ có ruộng của nghĩa trang mở rộng, và thôn thì đang nhận kế hoạch và chuẩn bị cho công tác xây phần bể mộ để chuẩn bị cho các hộ di rời. Huyện Văn Giang có tổng số 2.353 ngôi mộ cần di chuyển để xây dựng đường vành đai 4, tập trung ở các xã Vĩnh Khúc, Thắng Lợi và Mỹ Sở. Đến thời điểm này, huyện đã công khai dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ, đang hoàn thiện hồ sơ để trình phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ xong trước ngày 15 tháng 10 năm 2023. Hiện nhân dân các địa phương đồng thuận cao và đã sẵn sàng di chuyển mộ phần sang nghĩa trang mới, nghĩa trang mở rộng đang được triển khai xây dựng. Chúng tôi cũng xác định đây là cái dự án trọng điểm của cả nước, thế cho nên là nhân dân chúng tôi là hoàn toàn chấp thuận và đồng thuận về cái việc di chuyển mộ mả của gia đình. Qua được tuyên truyền của các cấp thì chúng tôi hoàn toàn nhất trí và 100% người dân đến giờ là chúng tôi đã nhận cái tiền hỗ trợ của nhà nước để di chuyển mộ mả các cụ. Chỉ chờ cái tiến độ khi trên xây dựng xong là chúng tôi sẽ sẵn sàng di chuyển các cụ đúng theo kế hoạch của trên đề ra. Sẵn sàng thay đổi tư duy, hy sinh quyền lợi cá nhân cho thấy sự đồng thuận cao của nhân dân khi di rời phần mộ để triển khai dự án với mong muốn góp sức xây dựng tuyến đường, tạo thuận lợi cho giao thông và phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Dự kiến công tác di rời mộ mả tại các địa phương ở huyện Văn Giang bắt đầu tập trung vào đầu tháng 9 âm lịch.